Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay sẽ giới thiệu các dòng xe địa hình đến từ thương hiệu của XGS Roman 500. Một chiếc xe rất là cao cấp được sử dụng, được trang bị bộ group của Subaru DOJ, giảm xóc hơi và tất cả máy hơi trước sau đều bạc đạn các bác nhé. Và bây giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe XGS Roman 500. Xe có tông màu chủ đạo, tông màu ghi ý kỳ em chứ Roman đều thì màu xanh ấy, rất là nổi, màu rất là thể thao. Cái dòng ý kỳ em Roman này thì em cũng về được một vài chiếc rồi, cũng đã quay video để đánh giá này về một chiếc hình thức. Em vừa lướt qua hình thức, em đánh giá còn rất là tốt thôi nhé. Hầu như rất ít những vết xước dù đã qua sử dụng rồi. Với chiếc xe này thì em đánh giá tất cả đồ đều nguyên zin theo xe thôi nhé. Từ cặp phanh của Roman đây, Roman nguyên zin của xe. Đây là mã vạch của xe. Tất cả những tem mác mà về theo xe em giữ nguyên. Sử dụng khung nhôm. Làm sóc thôi. Yên cũng màu theo xe các bác nhé, yên nó rất là mới. Căm lái hẹ, căm dẹp, giúp cho các bác di chuyển nhanh hơn, tối đa tốc độ cho các bác. Căm dẹp có thể lấy căm dẹp đây. Máy hơi bạc đạn của Novatec. Novatec các bác nhé, hơi lóa, có thể nhìn thấy chữ Novatec ở Mayer đây. Vành nhôm hai lớp và thông số vành lốp là 26 x 1.95. Đây là một lốp rất thông dụng của dòng xe địa hình. Lốp gai, lốp thì còn rất là tốt thôi, có thể sử dụng thời gian nữa. Đến dưới đây là củ đề của Shimano DOJ. Đùi đĩa trục giống của nguyên zin của xe luôn, Roman. Gạt đĩa của Shimano DOJ đồng bộ theo xe. Vâng, xe được sử dụng nguyên một bộ cấu hình của DOJ, gần như là chùm cuối của dòng touring và dòng địa hình rồi. Đó, hành trình làm sóc trên tay các bác nhé. Các bác là cúi xuống để khóa sóc rồi đấy. Khóa mở sau ở trên tay rất là tiện dụng. Tay bấm xả của Subaru DOJ. Thanh dầu của Techo. 10 đít 2 đĩa cho xe các bác là 20 tốc độ xe các bác thay đổi. Tay nắm cao su đúc. Rất là chắc tay luôn. Khóa sóc lên xuống đây, các bác không tưởng đây có cái mở khóa ở dòng địa hình. Các bác không phải cúi xuống để khóa đâu. Khóa trong tay thôi. Khóa sóc hơi. Có chữ E các bác nhé. E là lỗ xả hơi. Chiếc xe rất là cao cấp. Khóa sóc hơi.
sản lốc hơi thì nguyên zin của FDS các bác nhé. Đây có chữ E này, hơi nguyên zin của FDS Roman. Đùm trước cũng là bạc đạm luôn, của Novatec. Căm dẹp. Rồi bây giờ sẽ đi vào đo size của xe. Xe có size đứng là 44, ngang là 54 đó nhé. Có khoảng từ 1m6 đến 1m73 đi vào chiếc xe này. Sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Đây 10 tầng lít. Không tắt thế, để nguyên như thế có cạo cái chi đi. Không tắt nữa. Củ đề của Shimano DOJ. Đùm trước sau đều là bạc đạn. Và khởi động rất tốt các bác nhé. Xe rất là cao cấp đến từ thương hiệu XGS. Bên tay phải có đùi đĩa trục rỗng 2 tầng. Gạt đĩa của DOJ luôn. Đúng đĩa, lên đĩa. Và khởi động rất là tốt. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe XGS Roman 500. Chiếc xe được trang bị bộ group của Shimano DOJ. Đùi đĩa trục rỗng, tất cả đồ đều nguyên zin theo xe, giảm sóc hơi. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng với giá là 9.8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 100. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975793 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại nhé. Xin chào và hẹn gặp lại theo dõi video.